Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng của các bạn đã tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng của các bạn giàu sức khỏe và luôn có nhiều thành công trong công việc cũng như là cuộc sống. Một ngày tràn năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Thì ngày hôm nay mình có một chiếc xe tải phiên bản thùng đông lạnh với số loại của em nó là Isuzu với thùng đông lạnh của Quyền Auto đóng. Thì cái dòng này là cái thùng đông lạnh F2 nha em, loại 2 cho Quyền Auto đóng, đổ phơm rất là dày và cứng cáp. Này là phơm của nó rất là dày luôn anh em. Phơm của nó đổ là theo công nghệ của châu Âu anh em. Đó. Cửa tay khóa, cửa khóa hộp inox xịn. Sàn thùng đà của nó là nhôm, sàn thùng khoảng 3-4 lớp anh em. Lớp trên cùng là inox dập sóng với 4 rãnh thoát nước. Phơm tên là phơm tươi mà rất là dày và cứng cáp. Phơm đến từ châu Âu. Công suất của cái dàn lạnh phía sau lên tới 2.500, Thammer Master F2 loại 2.500 anh em. Phía trong thùng rất là rộng mà cứng cáp. Thùng dài 4m2 20, chiều ngang là 1m7 20, chiều cao là 1m7 80, tải trọng thép chở hàng hóa là 1 tấn 950, khối lượng toàn bộ là 49 tấn, khối lượng bản thân là 2,8 tấn. Đời 2021, niên hạn sử dụng đến 2046. Một chiếc xe tải Isuzu WKR 270 thùng đông lạnh Quyền Auto. Cabin thì dạng lạc với nước sơn màu trắng rất là bắt mắt. Đây cái dàn gầm của nó nè, đà dọc nó bằng nhôm nè, rất là dày và cứng cáp. Nếu anh em thích cái mẫu xe phiên bản thùng đông lạnh xịn sò do nhà máy Quyền Auto đóng nguyên cái thùng auto này rất là xịn, kính chỉnh điện khóa cửa trung tâm, vô lăng trợ lực nhẹ nhàng, lạnh thùng lạnh cabin đầy đủ nha anh em. Isuzu WKR đời 2021, máy điện tiêu chuẩn 2.4, rất là xịn. Như xe này bên mình đang dự kiến chào bán cho anh em quý khách hàng cùng anh chị với mức giá ra đi em Isuzu xịn sò này là 620 triệu. 620 triệu có thương lượng nhẹ cho anh em trực tiếp ở đây xem xe và trải nghiệm dùng xe bên mình. Đăng kiểm vẫn còn. Đây là cái lốc nóng của cái thùng xe nằm phía trước trên cabin anh em. Công suất 2.500 nha, rất là khỏe. Cho công suất làm lạnh rất là nhanh. Ghế bọc nỉ dưới zin, xe nguyên zin toàn bộ nha anh em. Đó, xe này đi được 20 mấy ngàn, siêu lướt rất là đẹp, nguyên zin toàn bộ, máy nổ cực kỳ êm. Isuzu thì chất lượng thì vô địch rồi. Đó, có tiết kiệm nhiên liệu luôn. Nên anh em thấy cái mẫu xe thùng Quyền Auto do nhà máy Quyền Auto và Isuzu đóng sản xuất thì có thể liên hệ trực tiếp với mình để xem xe trải nghiệm lái thử. Cabin rộng rãi thoải mái, ghế bọc nỉ 3 chỗ ngồi, máy lạnh, bộ lăng trợ lực 5 số tiến 1 số lùi, lạnh trước lạnh sau. Đó, có cái điều khiển, hộp điều khiển trên này anh em. Âm anh em có thể điều chỉnh âm bao nhiêu độ cũng được, nói chung là nó âm khoảng dưới 10 độ anh em. Đó, hoặc là điều chỉnh hơn tùy theo cái hàng hóa của anh em. Nếu anh em thích cái mẫu xe thùng đông lạnh xịn sò như này thì cứ hãy liên hệ trực tiếp với mình hoặc đến xem xe trải nghiệm mà lấy thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì khởi xin em nó về phục vụ mục đích kinh doanh và tải vận chuyển hàng hóa của anh em, quý hàng của bạn. Xe đường kính mâm là 15 inch, vỏ 7 inch. Đường kính mâm là 15 inch, vỏ 7 inch. Đó, cabin rộng rãi thoải mái. Động cơ với dung tích xi lanh của cái khối động cơ là 2.9 lít, công suất đạt 77 kW, động cơ 3.2, máy dầu 4 kỳ 4 sinh hãng hàng với turbo tăng áp. Đó, máy của nó cực kỳ lớn, cực kỳ khỏe luôn, máy rất là tuyệt vời luôn em. Đó, nếu đang quan tâm cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp mình hoặc lên xem xe trải nghiệm lái thử. Nếu cái máy phù hợp thì khởi xin cho nó về phục vụ mục đích kinh doanh và đảm chuyển hóa của anh em, quý hàng của bạn. Isuzu WKR 270 đời 2021 phiên bản 1 tấn 9 thùng Quyền Auto 4m3. Cảm ơn em rất nhiều, xin chào hẹn gặp lại anh em quý hàng của bạn trong những cái video báo giá tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào hẹn gặp lại.